Chị đang làm gì? Mà sát này nè. Rồi, giờ chiêu sinh ha, ngày nhập vào là bảng chiêu sinh. Bắt buộc là chiêu sinh. Chiêu sinh gì? Chiêu sinh 2, 4, 5, 6 à? 2, 3, 4, 5, 6. Vô. Đó. Rồi bây giờ chị vô phần chọn nội dung nè. Quản lý bài viết nè ha. Rồi chọn vô chỗ cho mình tuyển sinh sơ cấp nghề thì chị đang lớp nào. nè, tuyển sinh sơ cấp nghề này có hai Ừ. hộp ra hộp vô, cái nào nhỏ hộp chưa nào trước hết. Rồi bây giờ mình vô đang lớp các lớp UC đi đó, chọn cho nó xong mình đi bài mới này đó. Xong rồi cái này thì lớp mình chỉ đang một màu thôi, màu đen thôi, đừng cho màu mè nhiều quá tại vì của bạn nó mè quá không tốt. Rồi mình dán tiêu đề vô trước nè. Cái lớp này mình sửa là chữ đầu hoa thôi, cũng như kia cái nào cần cần hoa thì như BUC mình muốn hoa thì cần hoa, nó mình sửa là cần hoa đi BUC đó, thì nó dùng mấy cái nào hoa mình muốn hoa. Đầu Rồi quan là vô thôi, dán thành chữ cũ đúng không? vô nhớ mình Rồi. nhưng mà cuối cùng mà mình thêm cái nữa, bấm như bài viết nè, Ừ. ghi chữ xem, bạn cho bài này nó cần xem hai chấm bài viết nè, xem là xem lịch khai giảng, là chèn cái lịch khai giảng thì muốn coi lịch khai giảng cứ cho nó coi luôn, nó không có chạy ra chạy vô Xem là là vô cái vô thì cũng tuyển sinh luôn, vô cũng tuyển sinh nè, gì? rồi xuống nghe thông tin tuyển sinh, rồi mình chọn ở đây mình cho xem lịch khai giảng rồi bản học phí nè, cái này mình cho đậm lên trước, còn còn đơn B nó cho đậm lên, cho xuống cho xa xa ra cho dễ thấy, Lúc chưa là có nền lên tích luôn vô là vô là coi bảng giá phí. Rồi còn trên bên trên này mình enter xuống cái nè, mình copy một cái phần nào đó mà hay nhất ở trong bài viết này, ví dụ phần này hay đi, ví dụ nghe này hay nhất nè, copy nó lại xong dán lên trên cùng nó, xong rồi để đến đây đọc mình ngắt ngắt ngang ngắt trang thêm trang không phải đọc đọc thêm đọc trang tiếp đọc, xin lỗi ngắt ngắt trang, là bài viết mình dài mình cho trang một trang hai ngắt trang đó. Rồi xong rồi chèn chèn hình hình vô chọn vô đây chỗ này bấm vô lúc hình ảnh nè, ví dụ hình ảnh ở lớp chuyên đề vô đây hết rồi. Hình lớp sẵn hết trơn rồi, bây giờ mình vừa BUC có hình các lớp luôn hả? lập trình BUC nè có sẵn hết trơn rồi chứ Giỏi em bỏ sẵn đó em làm cho nhanh đó. Cái nào thiếu thì mình tự lớp lên, còn cái nào mà mấy này lớp gì đây mình coi mình lấy hình lúc làm đó sao bây giờ xếp vậy? sẽ phải Đây nâng cao này nè. chọn đó kèn ảnh đó. Đó rồi xong hình này cho nhỏ lại chút, mình ghi gõ 150 được rồi cũng còn nhiều update đó, thì ở hình đây dưới đây nếu có sao cần thiết thì mình cho thêm cái hình lớn dưới này nữa. Cái người này mình cho lớn hơn chút, mình cho Cũng trong là tấm đó luôn hả? muốn tấm khác cũng được, tại mình không có hình nên mình làm tạm vậy đi, tấm khác cũng được này vô đây đó, vậy đó. Ví dụ muốn chèn câu gì ngay giữa này cho nó nổi nổi nữa thì mấy chỗ này mình cho nó nổi nổi lên chút thì mình cho lên trên cũng được. Học phí thì mình gõ học phí vô hay loại học phí vô ha, còn nếu mình muốn để học phí thì mình xóa học phí để cái thời lượng, ví dụ không để học phí thì mình Mà để để luôn á chị, để luôn học phí. Tại vì khi mà mình lên giá học phí mình thay giá nó luôn. đó cái học phí này cái nào mà từ cái làn cắt lên trên á nó nằm bên ngoài lít vô trong nó thấy tử hình này sẽ xuống dưới, mình muốn nó thấy nữa thì mình sẽ dán. Như này mình lưu lại thử thôi ha, xong rồi mình coi kỹ lại cái mình lưu lại, mình có thể chỉnh này thuộc ra thuộc vô cũng được, cái này hết vô đây mình theo cái bọc mình lưu trước đi.
bây giờ cái chỗ này muốn phục ra được vô cho đẹp á, ai enter xuống chỉnh cho đẹp, enter xuống chỗ này bôi đen đẩy này đẩy vô mà phục ra được vô cho đẹp á. Chỗ này mình kỹ năng nghề này mình phục ra đi. Đó, cầm cấp cùng cấp lên trên đó, vậy đó. Cho cái câu mà học phí với giờ học nó nằm bên trên bên trên, người ta dễ thấy, chủ yếu người ta quan tâm đến học phí với giờ học thôi, nội dung thì chúng coi sao cũng được, nó để trên những gì vậy đi. Rồi xong mình lưu lại, lưu đây là lưu để mình quay lại mình sửa lại, còn lưu đây là để mình lưu top luôn lên nhà web luôn. Rồi qua đây F5 lại nè, F5 lại em click với F5 xong mình click vô đúng chỗ các lớp VLC nè. Mà lại giả sử là bị lỗi vậy là tấm hình của mình nó có khoảng được không? Chưa. Chờ chút mình anh Phương. Tấm hình của mình có khoảng trắng, tấm hình của mình úp lên nó có khoảng trắng hoặc là tấm hình của mình nó bị dạng như là bị gì si á, giống là tấm hình của mình nó không đúng á, mình bỏ tấm hình mình đi. Bỏ úp tấm hình khác. Bị đó, bị nếu bị lỗi đó. Bị lỗi đó thì mình úp tấm hình khác rồi. Tấm hình của mình đưa lên á là phải là viết liền. Cái tên á, cái tên tấm hình viết liền, không bỏ dấu, không có dấu cách, không có dấu cách giữa, nó đưa lên thì nó mới không có lỗi. Nhiều lúc nó lên file đưa lên F5 lại thì không, nếu không có hình thì nó sẽ có một cái miếng trắng, khoảng trắng chỗ này mình bật lên hình trắng, mình sẽ đưa tấm hình ở sau, kiếm tấm hình khác đưa lên sau ha, kiếm mình khác đưa lên sau. Nếu mà đưa hình lên á thì mình đưa cái này kia những cái cũ luôn hả, insert không? Insert vô, upload lên thôi. Chỗ này đi. Ví dụ đưa tấm hình ở dưới lên đi ha. Ví dụ đưa tấm hình ở dưới lên đi, em kiếm một tấm hình đây, có tấm hình của cái lớp hồng đưa mũ này. Để đọc, em test. Bây giờ đây là như là lớp này là lớp gì, lớp 7 đúng không? Ừ. Sao lớp 7? Lớp 7 200 nâng cao. Như tấm này mình dòm lên nhưng có khoảng cách, có chỗ này nó có, nó không dính liền, nó nếu có khoảng cách vậy nè, đưa lên bị lỗi liền. Mình phải dính liền nè, nếu mà nó coi kỹ thì mình đưa lên. Ví dụ cái này ok nè. Cái này ok, lớp 7 200 ok. Nó bây giờ mình sẽ đưa tấm mình lại nè. Mình sửa lại, mình đưa lên lại nha, có một chỗ nó có hình ảnh nè, mình đưa lên, mình đưa đúng chỗ đó chỗ dễ lý, đừng đưa ngoài đây còn vẫn lên vẫn chạy bình thường, nhưng mà sau này mình không có quản lý dữ liệu mình tốt được, đúng không? Bây giờ mình đưa lên nè, đưa đúng cái chỗ luôn hình nãy nè, tấm hình là BLG 7 200 nâng cao, 200 căn bản, 200 nâng cao nè, đúng không? Mà mình coi kỹ nè, đúng không? Ngày hai rồi. Nhiều mình nữa mình đúng không? Nó coi kỹ, con có khoảng cách không em nữa, có thì sửa lại cho nó, sửa lại cho nó được. Rồi start, cái lên. Đó là nó được cúp, nó có hai ít 7 này trong cao đây nè, nó chèn lên. Ở đây mình sửa lại 150 led nó vậy thôi. Chứ đây mình cho nó mình xuống đây, đây mình cho ra giữa copy mát nè, copy còn lên C còn lên V thôi. Đây mình cho cái này 500, tại hình dưới hình bự cho 500 đó. Rồi xong mình lưu rồi, tôi gọi ra cái lớp VLC nè. Rồi tiếp là do cái hình mình, nếu mà lỗi là do cái hình mình nó, cái bên này nó khó hơn bên kia cái cũ ha. Không, tại cái hình của mình là mình chuẩn bị hình cũng kỹ thôi. Cái cũ của mình dễ đúng không? Hình chuẩn bị nó kỹ thôi.
Nó đi làm cái gì điện thoại á, lập trình đó. Giờ đưa lại nó mình gác đi ha. Điện nhà đến mà máy mà. Cái học này buổi tối chị đi dạy anh này không? Cho chị. Cái học này buổi tối dạy nó chưa có biết. Không, nhiều lúc không có dạy, tại vì không dạy phòng bên kia đây à. Tích máy. Không máy. Cái đợt đầu tháng mấy trăm mấy. Nó giờ được hết chưa? Tấm hình đó mình không có khoảng trắng và cũng không có lỡ mình có khoảng trắng mình up lên thì nó sẽ bị khi mình đưa hình lên lưu ý chỗ đó thôi, nó mới không bị cái lỡ bị lỗi. Cái lỗi đó mình đang em đang khắc phục thôi, chưa có khắc phục được cái chỗ đó. Thì đưa lên vậy thôi. Người chỉ có đường lên đến đường nghe. Rồi. Vậy xuống nha. Hình thở hồi nãy không có thầy trường không thì phải nói để thầy không bị bây giờ là chị đang làm gì? Quan sát cho nên rồi giờ chiêu sinh ha, ngày gặp là bản chiêu sinh, bắt buộc là chiêu sinh. Chiêu sinh gì? Chiêu sinh 2456 à? 2456 vô. Đó. Bây giờ chưa vô phần chỗ nội dung nè. Còn biết bài viết nè ha. Rồi chọn vô chỗ vô mình tuyển sinh sơ cấp nghề. Thì chị đang lớp nè, tuyển sinh sơ cấp nghề này có hụt ra hụt vô cái nào nhỏ hụt chưa nào trước đó. Rồi bây giờ mình vô đang lớp các lớp VUC đi. Đó. Chọn vô đó xong mình đi bài mới nè. Xong rồi cái này thì lớp mình chỉ đăng một màu thôi, màu đen thôi, đừng cho màu mè nhiều quá. Tại vì của bạn nó mè quá không tốt. Rồi mình dán tiêu đề vô trước nè. Cái lớp này mình sửa là chữ đầu hoa thôi, cũng như kia. Cái nào cần hoa thì như BUC mình muốn hoa thì cần hoa. Thôi mình sửa nhà con hoa đi. BUC đó thì nó dùng cái nào hoa mình muốn hoa. Quang đè vô thôi, chán thành chữ cũ đúng không? Dạ vô. Nhớ mình đó, nhưng mà cuối cùng mà mình thêm cái nữa, bấm như bài viết nè. Ghi chữ xem. Bạn cho bài này nó cần xem hai chấm bài viết nè. Xem là xem lịch khai giảng, là chèn cái lịch khai giảng thì muốn coi lịch khai giảng thứ cho nó coi luôn, nó không có chạy ra chạy vô. Xem là vô cái gì? Vô thì cũng vô tuyển sinh luôn. Vô cũng tuyển sinh nè. Rồi xuống nghe thông tin tuyển sinh. Rồi mình chọn ở đây mình cho xem được thi giãn rồi bản giáo phí nè. Cái này mình cho đậm lên trước, còn đơn B nó cho đậm lên. Cho xuống cho xa là cho dễ thấy. Lít vô là vô là coi bản giá phí. Rồi còn trên, bên trên này mình enter xuống cái nè. Đó, mình copy một cái phần nào đó mà hay nhất ở trong bài viết này. Ví dụ phần này hay đi. Ví dụ nha. Này hay nhất nè. Copy nó lại. Xong dán lên trên cùng. Nó xong rồi để đến đây. Để đến đây mình ngắt ngang, ngắt trang. Không phải, đọc tiếp, xin lỗi. Ngắt trang, nào bài viết mình dài, mình cho trang 1, trang 2, mình ngắt trang. Đó. Rồi xong rồi, chèn hình chọn vô. Hôm nay chúng ta bấm vô lúc hình ảnh nè. Ví dụ hình ảnh ở lớp đó, chuyên đề, vô đây hết rồi. Hình lớp sẵn hết trơn rồi, bây giờ mình vừa BUC. Có hình các lớp luôn hả? Lập trình BUC nè. Có sẵn hết trơn rồi chứ. Em bỏ sẵn hết, em làm cho nhanh đó. Cái nào thiếu thì mình tự lớp lên, còn cái nào mà mấy này lớp gì đây mình coi mình lấy hình lớp sao bây giờ xếp vậy xếp phải ha à, nâng cao à này không được còn nữa kèn ảnh đó. Đó rồi xong hình này cho nhỏ lại chút đây mình ghi gói 150 được rồi cũng còn nhiều update. Đó, thì ở mình đây dưới đây nếu có cần thiết thì mình cho thêm cái hình lớn dưới này nữa
người này mình cho lớn hơn chút, mình cho trong là tấm đó luôn hả? Muốn tấm khác cũng được, tại mình không có hình đấy, mình làm tạm vậy đi, tấm khác cũng được, này cho đây đó, vậy đó. Ví dụ muốn chèn câu gì ngay giữa này cho nó nổi nổi nữa thì hoặc là cái chỗ này mình cho nó nổi nổi lên chút thì mình cho lên lên trên cũng được. Học phí thì mình gõ học phí vô ha, loại học phí vô ha. Còn nếu mình không muốn để học phí thì mình xóa học phí để cái thời lượng. Ví dụ không để học phí thì mình để luôn á, chị để luôn học phí. Tại vì khi mà mình lên giá học phí mình thay giá nó luôn. Đó. Cái học phí này. Cái nào mà từ cái làn cắt lên trên á, nó nằm bên ngoài. Lít vô trong nó thấy tử hình này sẽ xuống dưới. Mình muốn nó thấy nữa thì mình cho giá. Như này mình lưu lại thử coi ha, xong rồi mình coi kỹ lại cái mình lưu lại, mình có thể chỉnh này thục ra thục vô cũng được, cái này hết vô đây rồi mình treo cái bọc mình lưu trước. Bây giờ cái chỗ này muốn thục ra thục vô cho đẹp á, rồi enter xuống mình chỉnh cho đẹp, mình enter xuống chỗ này bôi đen đẩy này đẩy vô nè, mình thục ra thục vô cho đẹp á. Cái chỗ này mình kỹ năng nghề này mình ra đi, cầm cấp cùng cấp gì trên đó, vậy đó. Cho cái câu mà học phí với giờ học nó nằm bên trên bên trên, người ta dễ thấy, chủ yếu người ta quan tâm đến học phí với giờ học thôi, nội dung thì chúng coi sao cũng được. Nó để trên những gì đi, rồi xong mình lưu lại. Lưu đây là lưu để hôm quay lại mình sửa lại. Còn lưu đây là để mình lưu. Thoát luôn. Lên nhà web luôn. Rồi qua đây F5 lại nè. F5 lại em click với F5 xong mình click vô đúng chỗ các lớp VLC nè. Mà đã giả sử là bị lỗi vậy là tấm hình của mình nó có khoảng được không? Chờ chút mình anh Phương. Tấm hình của mình có khoảng trắng, tấm hình của mình úp lên nó có khoảng trắng hoặc là tấm hình của mình nó bị dạng như là bị gì ấy, giống là tấm hình của mình nó không đúng đó, mình bỏ tấm hình này đi, bỏ úp tấm hình khác, bị đó bị nếu bị lỗi đó, bị lỗi đó thì mình úp tấm hình khác rồi. Tấm hình của mình đưa lên á là phải là viết liền cái tên á, cái tên tấm hình viết liền, không bỏ dấu, không có dấu cách, không có dấu cách giữa. Nó đưa lên thì nó mới không có lỗi. Nhiều lúc nó lên file đưa lên nó F5 lại thì không, nếu không có hình thì nó sẽ có một cái miếng trắng, khoảng trắng chỗ này mình bật lên hình trắng. Mình sẽ đưa tấm hình ở sau, kiếm tấm hình khác đưa lên sau. Ha. Kiếm mình khác đưa lên sau. Thì nếu mà đưa hình lên đó thì mình đưa cái này nè. Đưa những cái cũ rồi insert thôi. Insert vô upload lên thôi. Chỗ này đi. Ví dụ đưa tấm hình ở dưới lên đi ha. Ví dụ đưa tấm hình ở dưới lên đi, em kiếm một tấm hình đây có tấm hình của cái lớp hồng đưa mũ này. Từ đâu? Mình test. Bây giờ đây là như là lớp này là lớp gì? Lớp 7 đúng không? Cái sao lớp 7? Lớp 7 200 nâng cao. Như tấm này mình dòm lên nhưng có khoảng cách, có chỗ này nó không dính liền, nó nếu có khoảng cách vậy nè đưa lên bị lỗi liền, mình phải dính liền nè. Nếu mà nó mình coi kỹ thì mình đưa lên đó. Ví dụ cái này ok nè, cái này ok, ấp phải 300 ok đó. Bây giờ mình sẽ đưa tấm mình lại nè, sửa lại mình đưa lên lại nha, có một chỗ nó có hình ảnh nè, mình đưa lên mình đưa đúng chỗ đó chỗ dễ không lý thì mình đưa ngoài đây còn vẫn lên vẫn chạy bình thường, nhưng mà sau này mình không có quản lý dữ liệu mình tốt được, đúng không? Bây giờ mình đưa đúng cái chỗ luôn hình nãy cái tấm hình là BLG S 7 200 nâng cao 200 căn bản 200 nè, đúng không? Mà mình coi kỹ nè, đúng không? Ngày 2 rồi. Yeah.
nhiều người nữa thì cũng không. Thôi con kỹ con có khoảng cách không em nữa, có thì sửa lại cho nó, sửa lại cho nó được rồi. Start cái lên. À, nó được cúp, nó có hết ít ít bảy này trong cao đây nè, nó chèn lên. Ở đây mình sửa lại 150 led nó vậy thôi. Chứ đây mình cho nó mình xuống đây, đây mình cho ra giữa, copy mát mình copy còn lên C còn lên B thôi. Đây mình cho cái này 500, tại hình dưới hình bự cho 500 đó, rồi xong mình lưu rồi. Tôi gọi ra cái bot UG nè. Rồi tiếp là do cái hình mình, nếu mà lỗi là do cái hình mình nó... Ở cái bên này nó khó hơn cái kia cái cũ ha. Không, tại cái hình của mình là mình chuẩn bị hình cũng kỹ thôi. Cái cũ mà dễ đúng không? Hình chuẩn bị nó kỹ thôi. Nó đi làm cái gì điện thoại á, lập trình đó. Giờ đưa lại nó mình gác đi ha. Điện nhà mấy mà máy mà cái học này buổi tối chị đi dạy em này không? Chào chị. Không, nhiều lúc không có dạy, tại vì không dạy phòng bên kia đây à. Thích máy. Không máy. Cái đàn đầu thăm mấy trăm mấy. Nó giờ được hết chưa? Tấm hình đó mình không có khoảng trắng, và cũng không có lỡ mình có khoảng trắng mình up lên thì nó sẽ bị cái mình đưa hình lên lưu ý chỗ đó thôi, nó mới không bị cái lỗi, bị lỗi cái lỗi đó mình đang em đang khắc phục thôi, chưa có được cái chỗ đó. Thì đưa lên vậy thôi. Người chỉ có đường link đó, đừng nghe. Rồi. Vậy xuống nha.